Chào mừng quý chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kemo Tun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review hôi hộp cũng như là trên tay các cái sản phẩm về bóng led. Thì trước khi đi vào cái sản phẩm L8 ở trên màn hình của các bạn thì mình sẽ trả lời một số các câu hỏi của các anh em có thắc mắc về cái độ sáng cũng như là những cái bóng mà như ở đây mình có là cái bóng ADI với lại cái bóng led G2 H4 ở đây. Thì có nhiều anh em đang băn khoăn về giá của hai cái sản phẩm này. Một bên là ADI và một bên là bóng led G2. Thì mình xin thưa với các bạn là cái bóng ADI này nó thuộc phân khúc cao cấp. Nhưng những cái mà để mình trải nghiệm trên thực tế thì nó lại hoàn toàn không phải là cao cấp anh em nhé. Thứ nhất là cái bóng này giá thành khá là đắt, trên 1 triệu đồng. Và cái thân hình của nó sở hữu là toàn bằng nhựa thôi anh em, bằng nhựa, thậm chí là cái kính của nó cũng bằng nhựa đó. Và mình thấy là cái độ sáng của nó không cao. Lý do tại sao độ sáng của nó không cao đó chính là cái công suất của nó chỉ có 2850 lumen thôi. Ở cái phần chip code là 13W và chip pha của nó chỉ có 10,5W thôi, cho nên là tổng công suất của cái bóng này khi mà bật mắc lên nó chỉ được là 23,5W. Thế là cái độ sáng của nó cực kỳ là thấp. Thì có nhiều anh em rất hay hỏi mình về cái bóng ADI này. Còn ở đây thì mình thấy là cái bóng mà đúng theo tiêu chí ngon, bổ, rẻ, chất lượng, đảm bảo cũng như là thiết kế đẹp, với độ sáng của nó, ánh sáng của nó đưa ra đỉnh hơn bóng ADI kia, thì là cái phiên bản G2 này mình thấy là cực kỳ là ưng ý. Và bây giờ là mình sẽ sâu qua cho anh em thấy là cái bóng G2 này nó sẽ ưng ý hơn ở những cái điểm gì. Thứ nhất là cái phần thiết kế của cái bóng này hoàn toàn bằng nhôm, nó không có nhựa. Cái bóng ADI thì cái kính này bằng nhựa và cái phần thân này của nó hoàn toàn bằng nhựa đó. Thì nếu như anh em mà đi lâu ngày và cộng thêm với cái việc là đi sóc mạnh thì có thể là cái phần cổ này nó sẽ bị gãy đó. Đấy là cái cảm nhận của mình về cảm quan về cái bóng. Còn về độ sáng thì cái bóng G2 ở đây nó sẽ ăn đứt cái bóng ADI kia. Rồi, mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Thì có rất nhiều anh em thắc mắc thì nhân tiện video này thì mình sẽ chia sẻ luôn với anh em. Và ở trên cái thông số kỹ thuật của cái bóng G2 ở đây thì cái độ sáng của nó cực kỳ là khủng. Ở đây là cái tờ của cái bóng G2 anh em nhé. Về cái độ sáng nó cực kỳ là khủng. Ở đây nó sẽ có toàn bộ các cái cách lắp đó. Thì cái phần này thì mình sẽ chỉ nhấn mạnh vào cái phần ở đây là cái mục thông số kỹ thuật của nó, là cái chip code của nó là 20W và chip pha của nó là 45W, nên độ sáng cực kỳ cao. Và cái công suất ánh sáng nó đưa ra là 8.000 lumen cho chip code và chip pha là những 10.000. Nếu như anh em bật mắc nó lên 18.000 lumen luôn. Đó chính là cái độ sáng của cái bóng này cực kỳ khủng. Nó cao gấp vài lần so với lại cái bóng ADI luôn anh em nhé. Đó thì clip này mình đã trả lời cho anh em rồi. Và trước khi đi vào khui hộp cái sản phẩm L8 ở đây thì có rất nhiều anh em có hỏi mình giữa cái bóng T6DH4 này nó có cái công suất 60W thì nó có thể hơn so với lại cái bóng G2 không? Thì mình xin thưa với các bạn là cái công suất cái bóng này nó đưa ra 60W thì mình thấy nó có sáng. Nhưng cái phần code của cái bóng này thì mình thấy nó lại cho cái ánh sáng hẹp hơn. Và nó không đẹp được như code của thằng G2 kia. Ánh sáng pha của con này thì khi mà lắp lên xe thì cần phải chỉnh chọt nhiều hơn cái bóng G2. Nên là cái bóng này nếu như anh em mua về mà không biết căn chỉnh ấy, thì nó rất là khó, ánh sáng nó đưa ra không đẹp. Và tiếp theo là mình sẽ khui hộp cho anh em về cái sản phẩm mẫu L8 ở đây. Nó cũng có công suất rất là khủng. Cái sản phẩm này là mẫu 2020, được các anh em rất là yêu thích trên thị trường. Nó rất là hot. Thì anh em chỉ cần nhìn cái chữ L8 này anh em đã biết nó là sản phẩm của thương hiệu nào rồi. Đó, ở đây là cái phần mặt sau của sản phẩm. Nó có công suất 60W và cái chip LED của nó là sẽ là tự động. Đó, cái dải điện áp của nó sẽ là sử dụng là từ 9 cho đến 32V. Thì cái xe nào mà đường sạc nó hơi yếu thì có thể là vẫn sử dụng được, bởi vì nó xuống đến 9V cơ. Và 32V điện DC. Tiêu chuẩn IP chống bụi và kháng nước là IP68. Màu của bóng là màu silver. Đó, chất liệu làm bằng nhôm aluminum.
làm bằng nhôm anh em nhé. Lumen là 7.000 lumen. Cái này có độ bền là lớn hơn 50.000 giờ đó. Và giải nhiệt của nó làm việc là từ âm 40 độ cho đến là dương 85 độ C, giải nhiệt rất là cao. Đó, đây là hình thức xung quanh của cái sản phẩm này. Thì cái phần này nó hơi mờ mất rồi. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi xem là cái bóng này so với phiên bản trước thì nó sẽ có cải thiện những gì. Và cái công suất này nó có xứng đáng để chúng ta lắp lên xe hay không, và cái độ sáng của nó sẽ là như thế nào trên thực tế. Thì clip sau thì mình sẽ test ánh sáng của cái bóng này trên thực tế khi mà lắp vào pha đèn xem nó sẽ là như thế nào anh em nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi khui hộp em nó. Đó, thì khi chúng ta khui hộp ra thì ở trong nó sẽ có một cái tờ giấy có chữ L8 rất dễ nhận dạng ở đây. Thì cái bóng này nó sẽ là dạng thân trụ nhỏ, thì có thể là lắp vào các loại xe nó rất khá là dễ. Và chuẩn đuôi của nó sẽ là chuẩn H4, dùng bằng quạt tản nhiệt. Đó, thì anh em thì thấy ở cái phần thông số ở đây nó sẽ là H4 trên H7, 9004 và 9007 đều lắp được nhé. Ở phần bên dưới này thì nó sẽ là H8 và H11, thì cái chuẩn đuôi của nó sẽ khác, đuôi cài nhỏ hơn. Thì ở đây là mình đang giới thiệu với các bạn, đây là bóng H4. Đó, đây là cái phần cách lắp của nó. Ở trong này nó vẫn có các cái thông số kỹ thuật của nhà sản xuất in sẵn cho chúng ta ở đây. Thì thường là cái phần này thì anh em cũng không cần tham khảo nhiều lắm. Và cái thiết kế này thì anh em nhìn qua cũng thì biết được rồi, cái phần ba lát này của nó là được làm bằng nhôm và có thêm những cái chỗ để chúng ta có thể là buộc dây dây thít hoặc là bắt ốc vào. Đó. Cái sản phẩm này thì cái đờ driver này thì nó vẫn thế thôi anh em. So với lại những năm trước thì không có gì thay đổi. Đây là phiên bản 2020. Đó, thì cũng không có gì thay đổi. Và chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái nhân vật chính của chúng ta ở đây. Nó sẽ là cái bóng này. Cái bóng nó được cho đóng hộp rất là cẩn thận. Nó có thêm cái phần xốp ở đây để bảo vệ cái phần chip LED của chúng ta. Đó, một hộp này nó sẽ có hai bóng anh em. Và cái bóng này nó được sử dụng một cái dây bẹt chống rối và có rắc connect dạng fix và có gen để vặn giữ cho những cái đuôi tiếp xúc này nó được tốt hơn, nó không bị nhập nhèm. Và quạt tản nhiệt đuôi H4 ở đây anh em. Đây là đuôi H4 này. Nó sẽ có ba chân ba góc. Và cái công nghệ sử dụng trên cái bóng này nó sẽ là chip LED tự động. Phiên bản mới này, cái phần chip LED này mình thấy là nó làm to hơn so với phiên bản của những năm trước. Mình thấy là nó làm to và nhân nó sẽ chia ra làm hình dấu cộng ở đây. Tức là mỗi một phần chip này nó sẽ có 4 nhân nhỏ ở trong. Ở đây thì nó sẽ là phần chip code và đây là sẽ phần chip pha. Phần chip pha thì anh em có thể phân biệt được rằng là nó sẽ có một cái con ốc ở dưới này sẽ là chip pha. Còn phía trên nó sẽ là chip code thì nó sẽ không có con ốc vặn. Thân bằng nhôm CNC khá là đẹp. Ở đây thì cái phần quạt này thì nó đã bắn liền vào mấy lại cái phần thân của cái bóng ở đây rồi. Thì chúng ta muốn lắp vào pha thì chúng ta chỉ cần xoay như thế này và rút nó ra. Cái bóng này có thể chỉnh tiêu cự được anh em nhé. Đó, cái phần cao su răng ở đây khá là chặt nên là anh em rút phải mạnh tay một xíu. Thì khi gắn lên pha thì cái phần này thì chúng ta sẽ đặt vào so với lại cái bóng zin, là ở trên cái bóng zin nó sẽ có một cái phần đuôi như thế này. Thì chúng ta chỉ cần tháo cái bóng zin ra, chúng ta sẽ đặt cái phần đuôi này vào và chúng ta sẽ cho cái bóng này vào. Anh em là khi lắp vào để sẽ luôn luôn là hướng cái phần chip code này nó theo cái chiều to nhất ở trên cái vành này. Và chúng ta sẽ cho vào xoay như này. Đó, chúng ta sẽ cắm kịch vào. Cái bóng này thì nó rất là hay khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe hơi ấy. Nếu như ánh sáng của nó, cái phần cắt sáng nó không được ngay ngắn thì chúng ta có thể là chỉnh xoay trái xoay phải. Đó. Còn nếu như cái pha của các bạn lắp vào mà nó không phù hợp với cái pha, có thể là ánh sáng nó gom quá hoặc là nó trụm quá thì nó sẽ khiến cho chúng ta khó nhìn, thì chúng ta có thể là kéo cái phần bóng này tụt lùi lại thì cái ánh sáng nó sẽ đảm bảo theo cái ánh sáng bạn mong muốn.
có thể là chỉnh gom hoặc chỉnh tọa. Thì chúng ta chỉ cần xoay cái bóng này và rút nó ngược ra. Đó, anh em thấy cái phần này nó sẽ rút ngược ra. Hoặc là nếu như anh em rút ra quá mà nó ánh sáng nó gom quá hoặc là tỏa quá thì anh em lại ấn nó vào. Đó, xoay trái xoay phải. Cái bóng này thì lắp cực kỳ nó ok. Thì ở trên những cái pha của chiếc xe hơi hoặc là một số pha của những cái chiếc xe máy, ví dụ như chiếc SH, nó sẽ có cái phần sắt nó ôm bên ngoài như thế này. Thì nếu như chúng ta lắp những cái bóng này thì ok. Còn nếu như chúng ta lắp những cái bóng bi LED mini thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải bỏ cái phần sắt ở phía bên ngoài này ra để ánh sáng nó sẽ theo cái đầu bi này nó đưa ra ngoài. Còn bóng này thì nó sẽ là tỏa ánh sáng hắt lên, phản chiếu lên cái pha của chúng ta và từ cái pha đó nó sẽ hắt ra xuống mặt đường. Thì cái phần mà có cái sắt cản ở phần đằng trước này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng ánh sáng của cái bóng này nó đưa ra. Đó, thì cái bóng này thì chúng ta có thể là lắp vào mọi loại xe có chân là H4, H7. Cái bóng này hình thức nó khá là đơn giản thôi. Và tiêu chuẩn IP chống nước thì cái bóng này anh em đi rửa xe thoải mái. Và quạt là công nghệ quạt lút LED không chổi than. Thì nó sẽ tăng cái độ bền cho cái quạt này. Khi mà đi rửa xe hay là đi bụi vào thì nó không bị hỏng cái phần quạt này. Giúp cho tuổi thọ của cái bóng này nó sẽ cao hơn là những cái bóng mà sử dụng công nghệ cũ là sử dụng là chổi than. Nó hay bị hỏng cái quạt này dẫn đến là cái bóng này độ bền nó sẽ giảm. Có thể là nó sẽ cháy khi mà không được giải nhiệt ở đằng sau này. Và cái phần đuôi này nó rất là ngắn cho nên là khi anh em lắp vào những cái phao ô tô mà đằng sau nó có những cái ốp cứng ấy, thì anh em lắp thoải mái, nó sẽ không bị đụng cái phần ốp cứng ở đằng sau đó. Và chúng ta cứ lắp nó vào trong, sau đó là lắp cái ốp cứng ở ngoài. Thì cái việc tản nhiệt thì cái quạt này nó sẽ đảm nhiệm rồi, cho nên anh em không nên là tháo bỏ cái phần chụp nhựa đằng sau anh em nhé. Đó, thì có nhiều anh em mua những cái bóng này về ấy, mà những cái phiên bản trước ấy cứ sợ là cái bóng nó không đủ để nó giải nhiệt nên anh em bỏ cái phần chụp đằng sau ra như thế thì không nên. Có thể là bụi nó sẽ theo cái phần lỗ đó nó chui vào trong cái pha, nó gây mất thẩm mỹ cái pha của chúng ta đi. Nên là anh em cứ đóng cái chụp vào bình thường, không vấn đề gì cả. Và cách lắp thì như zin ở trên xe. Đó thì cái cách gắn này thì anh em sẽ nhìn cho mình ở trên cái phần cái ba lát này nó sẽ có cái phần rắc connect ở đây. Thì ở trên cái rắc connect này nó sẽ có một cái mũi tên. Thì tương tự như thế thì ở trên cái rắc connect ở phía bên này nó sẽ có một cái mũi tên. Ở đây anh em sẽ có một cái mũi tên và chúng ta sẽ cắm hai cái đầu mũi tên này nó thẳng nhau như thế này là ok. Và chúng ta sẽ vặn cái này vào, thế là xong. Đó. Thì có nhiều cái xe mà ở chỗ này nó sẽ có cái phần cao su, cái phần cao su ấy, thì chúng ta sẽ xỏ cái lỗ này qua cái phần cao su hoặc là cái phần cao su này nó sẽ chỉ che cái phần trong này thôi thì chúng ta cứ lắp bình thường thì phần này nó sẽ nằm bên ngoài cái cao su, nó không ảnh hưởng gì đó. Và cái phần driver ở đây nó sẽ có những cái dây kết nối như này, dây này là sẽ là rắc chuẩn của gọi là bóng ba chân chân H4. Những cái bóng mà chân H7 thì nó chỉ có hai chân này thôi. Thì vì cái bóng H7 là nó sẽ chỉ có pha hoặc cốt trên một chóa đèn. Thì cái bóng này nó sẽ khác là nó sẽ có đủ cả pha lẫn cốt trên một bóng. Đó. Thì nếu như anh em nào mà gắn vào cái bóng này vào những cái xe mà chân H7 ấy, thì anh em sẽ chỉ cần là đấu cắm cái này vào. Và ở cái phần bóng pha hoặc là bóng cốt ở phía bên kia thì anh em chỉ cần câu một dây sang đây là nó sẽ có đủ cả pha lẫn cốt cho anh em. Nó sẽ soi được cả xa lẫn gần. Cái bóng này công suất là 60W nên là cái ánh sáng nó đưa ra cực kỳ là tối ưu. Độ sáng của nó rất là khủng. Ở clip sau thì mình sẽ test cho anh em. Đây là phiên bản 2020. Thì mình thấy là cái phần thiết kế của nó thì nó vẫn như những cái năm trước thôi. Về cái phần chip LED này là mình thấy nó khác một xíu. Về cơ bản thì nó vẫn thế. Còn cái thằng ballast này thì nó vẫn thế này anh em. Ballast thì nó vẫn thế. Nó sẽ dập cho chúng ta những cái phần số sơ ở đây. Và cơ bản thì nó vẫn thế thôi. Độ sáng của nó rất là khủng. Clip sau thì mình sẽ test cho anh em về cái ánh sáng của cái bóng này. Thì bóng này thì anh em có thể là gắn cho mọi loại xe máy anh em nhé. Cứ chân H4 hoặc chân H7 là anh em có thể lắp được. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái video mình mở hộp cái sản phẩm bóng L8 này. Nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ với mình trực tiếp theo số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ấy, thì anh em có thể đặt hàng thì bên mình sẽ ship hàng đến tận nơi. À, thời điểm này thì đang dịch Covid-19 này thì anh em nên đặt hàng. Thì bên mình sẽ có chính sách là bao xài một tuần cho anh em.
bảo hành 1 năm, 1 đổi 1, bao xài 1 tuần anh em không ưng có thể trả lại. Thì bên mình sẽ có thể là chuyển đổi cho những cái sản phẩm khác cho anh em. Thì bên mình có khá nhiều các cái sản phẩm. Và hiện tại như ở đây là mình đã có cái mẫu này cũng khá là hay, nhỏ gọn. Mẫu này thì có thể là lắp để chỉnh trái chỉnh phải, rất là tiện và đa năng nhé. Có chống chói thì clip sau này mình sẽ review cái sản phẩm này cho anh em. Thân ái chào tạm biệt.